Mẫu đầm em đang mặc trên người là một chiếc đầm form A cực kỳ sang với họa tiết vẽ tay kết hợp là đính cường pha lê cao cấp các chị mình ha. Mã đầm sẽ là D20114 nha. Em đang lên cho các chị mình là gam màu đen. Và các chị mình thấy là form chữ A này thì mặc rất là gọn luôn, che khuyết điểm bụng và rất là tôn hông nha. Chị nào có vòng bụng hơi to, vòng hông nhỏ thì các chị nên tham khảo cái dáng váy này cho em nè. Chất vải dày dặn, co giãn 4 chiều và vải rất là mềm các chị ơi, mặc thoải mái cực kỳ luôn. Dáng cổ tròn và tay sẽ là tay lỡ như thế này, mặc che bắp tay, thoải mái nhưng mà vẫn rất là sang trọng các chị mình nha. Họa tiết sẽ là họa tiết hoa mẫu đơn các chị, nhìn rất là sang và cực kỳ nổi bật. Các chị mình có thể thấy là nền đen, em sẽ lên cho các chị mình cái màu hoa là màu vàng nên là nhìn vô sẽ rất là sang trọng luôn nha. Đồng sẽ có size từ 50kg cho tới 75kg vừa và sẽ có 4 gam màu cho mình lựa chọn. Chị nào cần tư vấn kỹ hơn thì các chị chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới để bên em hỗ trợ tư vấn size nhé.